Thái Audio kính chúc đại gia đình mình thật là nhiều sức khỏe. Hôm nay nha mình tiếp tục trải nghiệm và cảm nhận so sánh cái lọc điện có cách ly có đầy đủ mọi thứ bên trong với lại một cái nguồn điện không có sạch, một cái nguồn điện lưới qua ổ áp rồi qua cái ổ cắm này thôi. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì liệu rằng cái điện lưới không sạch với cái điện mà được làm sạch qua cái bộ cách ly chuyên lọc điện này rồi thì âm thanh nó có khác biệt và khác bọt nhiều hay không? Thì clip này anh em làm rõ hơn trên cái đôi loa Caliphone huyền thoại. Đôi loa này thì cái độ nhạy nó siêu cao, nó có một cái bát 40, nó có một cái chép còi rất là lớn và một cái mid kèn cũng cực kỳ to. Đặc biệt là mình ghép đến cái âm ly đèn Pixer 500C nữa. Thì một cái đôi loa độ nhạy cao ghép với đèn thì mọi cái thứ gì như là đĩa không tốt, nguồn phát không tốt, điện không tốt thì nó sẽ phô ra được cho anh em mình nghe và có một cái nhìn thực tế hơn khi mà mình đầu tư một cái lọc điện hay là không đầu tư một cái lọc điện. Thì clip này anh em mình cùng nhau trải nghiệm. Nếu anh em có cái nghe và có cái cảm nhận như nào thì cứ bình luận comment ở bên dưới để anh em yêu audio trên toàn quốc hiểu rõ hơn về cái lọc điện này ha. Thì đầu tiên á, mình sẽ trải nghiệm cái nguồn phát không qua cách ly và lọc điện trước. Thì đây mình đang cắm cái nguồn đó rồi. Thì đây là cái nguồn điện thường cắm qua cái ổ áp thôi. Và đây là cái ổ cắm mình có cắm xuống cái cách ly kiêm lọc điện xịn sò như thế này. Thì để xem là âm thanh nó có khác biệt, khác bọt nhiều hay không. Cái nguồn phát để chạy đĩa thì mình sử dụng cái nguồn phát cao cấp của Philips 600B để nhằm nghe được một cái trải nghiệm thực tế nhất. Xin mời anh em cảm nhận ha. Và nếu anh em nghe hay đừng quên bấm nút đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình nha. Cảm ơn rất là nhiều. Những ngày chưa nhập ngũ anh hay dắt em về vùng ngoại ô có cỏ bông mây ở đây êm vắng thương người còn ta với trời thời gian vào đêm rừng sao là nến coi thương đang đôi cỏ quên tóc mây thơm mùi cỏ đưa anh thoát xa dần với những u tư có mây đang dấu chân tròn đường tim bước mòn giờ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đường ai nỡ chối từ đường hành quân nắng cháy ra người tuổi vui yêu vui vẫn nhiều khi trong giấc mong mồ hôi kêu tên em kêu chỉ một tên những ngày anh đi khỏi xin em chớ đi lại vùng tình yêu lắm đầy nhân gian để đêm khói thuốc tay vàng tìm nhau thấy gần ngủ trên cỏ mây thường khi vào tối nhớ hương mây nhớ cả người rồi ok ha. Thì đó là mình nghe cái ca khúc trên cái điện lưới bình thường chỉ qua cái ổ áp và qua cái ổ cắm nhỏ nhỏ kia thôi. Bây giờ mình chuyển qua cái nguồn cách ly kiêm lọc điện xem nó có khác nhiều không nha. Rồi, ok ha. Thì bây giờ mình cùng nghe đúng ca khúc đó, đúng cái đoạn nhạc đó. Nhưng mà lần này là mình cho cái bộ dàn này chơi một cái nguồn điện nó sạch sẽ hơn rất là nhiều. Được qua cách ly, được qua lọc, được qua rất là nhiều thứ bên trong cái cục đó. Thì âm thanh nó có khác nhiều không nha. Ok.
những ngày chưa nhập ngũ anh hay dắt em về vùng ngoại ô có cỏ bông mây ở đây êm vắng thương người còn ta với trời thời gian vào đêm rừng sao là nến khói thương đang đôi cỏ quên tóc mây thơm mùi cỏ đưa anh thoát xa dần vùng trần gian với những có mây đang dấu chân tròn đường tim bước mòn giờ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đừng ai nỡ chối từ đường hành quân nắng cháy ra người tuổi vui yêu vui vẫn nhiều khi trong giấc mong mỏi kêu tên em kêu chỉ một đêm những ngày anh đi khỏi xin em chớ đi lại cùng tình yêu lắm bầy nhân gian để đêm khói thuốc tay vàng tìm nhau thấy gần ngủ trên cỏ mây thường khi vào tối nhớ hương mây nhớ cả người. Rồi thì đó là những cái gì mà mình muốn làm để nhà mình có một cái sự trải nghiệm thực tế nhất, chân thật nhất khi mà mình muốn đầu tư một cái món trong cái bộ audio yêu thích của mình. Liệu rằng cái sự khác biệt nó có nhiều hay không và khác biệt những cái điểm nào thì anh em mình cứ bình luận comment ở bên dưới để anh em yêu audio trên toàn quốc hiểu hơn về lọc điện và cách ly. Và anh em có thêm yêu cầu nào nữa thì anh em cứ bình luận hoặc gửi tin nhắn về cho mình. Nếu mình rảnh mà mình có điều kiện mình sẽ làm để anh em thưởng thức. Và anh em đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình. Thank you, cảm ơn. Hẹn gặp lại.